Thì em xin chào anh Hải Đăng. Thì bây giờ em chọn cây ra để em gửi anh. Thì trước khi gửi em quay review sơ lược cho anh xem trước. Anh thông cảm nha, tại vì em sót cái đơn của anh. Rồi bây giờ em quay sơ lược cho anh coi sao mà ánh chá nắng. Chứ cái màu này ánh tươi lắm. Chá nắng ảnh năm cánh hả? Đó, em phải che lại. Đó, năm cánh đó anh. Có cái 6 cánh luôn. 5 cánh, 4 cánh là thường. Nhưng mà ảnh xác suất là anh sẽ có 5 cánh, 6 cánh. Còn anh bên đây là anh đỏ Cà Mau. Anh chú ý là cái đọt nó đỏ nha anh. Rồi cái thân ảnh đỏ như vậy nè. Cái bông ảnh đỏ lờm luôn. Đó. Rồi bây giờ em quay em gửi cho anh xem trước. Bây giờ em sẽ đóng lại em gửi. Mai là tới nha anh. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Wow, quay qua phía bên đây cái màu tươi hơn nè. Đó. Anh xem nè, 2 4 5 cánh. Năm cánh. Anh lựa cái cây này là 5 cánh nhiều quá anh. Cái nhánh nào mà ảnh 5 cánh nhiều á là xác suất nữa ảnh cũng lên 5 cánh nhiều ở cái nhánh đó. Cánh. À cái này cũng được 5 cánh nè. Bên đây cũng có 5 cánh. Rồi. Bây giờ em sẽ gửi cho anh nha.